hôm nay mình sẽ quay con máy bay T-40 các bạn. Mấy anh đang chuẩn bị để xả phần lên quạt, để xả phần phần lót các bạn. Bằng ghê. Lúa này thì mấy anh hồi sáng mới xả xong các bạn. Lại hơi trễ. Mới xả lúa xong luôn bằng T-40 các bạn. Đây ở khu vực T-40. Anh đã xả rồi bằng máy luôn nha. Bà con mình có ai có nhu cầu xả lúa bằng máy hay gãy phân bằng máy thì liên hệ vào kênh của mình giới thiệu giùm cho nha. Tới mưa mình à, có review xả phân bao lâu luôn đó. Cái thùng mình được nhiêu ký phân ta? 50. 50 ha. Đổ đầy trên. Đâu dám đi trên không? Đầy quá nó gần. Đầy nó tiếp tôi tiếp tôi. Đầy quá gửi tiếp tôi. Hai thùng ha, hai thùng là những biết rồi. Lấy xô gần trước hai thùng rồi mình dắt vô cho nhẹ đào.
ghê 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 các bạn thấy không? Chứ hồi xưa quá khó cực ha. Quá cực khổ. Giờ ngồi sung sướng biết bao nhiêu lần. Từ đây bắt đầu cái lớp trẻ mình, con cháu mình bây giờ không biết ra cái quá gì? Nhầm đứa đâu ra ruộng đâu. Đi học luôn à. Nhầm đứa đi học luôn là rồi về là khối ra ruộng luôn á. Hai bên luôn mà. Số hội đó có anh đó dạ. Dạ. Này số hội của bên ở máy bay nữa các bạn.